Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì trước hết tôi muốn các bạn nhìn vào những cái hình ảnh này. Trong lúc mà dịch ở Việt Nam là đang hoành hành ác liệt, thì những cái nơi mà có cái nguồn bệnh người ta đã phải giăng dây để mà cách ly, thì những đứa mà như thế này nó vẫn thản nhiên nó leo qua cái dây để nó đi ra đi vào. Nó không cần biết rằng là cái hành động của nó có thể lây nhiễm cho người khác hay không. Nhưng cái đó chưa ghê bằng này. Những cái khu mà người ta dựng luôn cả hàng rào kẽm gai thì vẫn có đứa liều mạng là chui qua cái hàng rào. Đó. Nhất quyết là nó để nó được đi ra ngoài nó mới thỏa. Chứ nó ở trong đó nó chịu không nổi. Thì tôi nói thiệt với một điều. Người Việt của mình tự hại mình. Các bạn còn nhớ là cái đợt mà khoảng chừng là tháng 4, tháng 5 là lúc đó đã có dịch rồi. Nhưng mà nó chưa phát triển mạnh. Thì vẫn cứ đinh ninh rằng là sẽ giống những lần trước là cản kịp. Cho nên cái ý thức của người dân, tôi nói thiệt chứ bây giờ gọi là nó như cái con gì chứ không phải con người. Vẫn có những đứa khốn nạn chở người từ nước khác vượt biên qua Việt Nam mang theo nguồn bệnh. Campuchia có dịch, những đứa mà đang lao động ở bên đó đang mang mầm bệnh, bắt xe khách dúi tiền cho những thằng tài xế khốn nạn nó chở vào Việt Nam. Rồi những cái đoàn người Trung Quốc để lánh nạn cũng đút tiền về Việt Nam đó. Rồi sau đó rằng là có những tổ chức lo cho ăn cho ở khách sạn vân vân. Tụi nó chỉ lo là vơ vét tiền, nó bỏ túi nó cái đã. Còn nó không nghĩ đến cái chuyện của người khác. Rồi sau đó các bạn thấy là gì? Dịch bùng lên khủng khiếp. Thì sao? Thì ngay cả khi nhà nước đã có chỉ thị là ngăn cách những cái khu vực, thì vẫn có những đứa nó tổ chức là đi chơi xa. Hình ảnh mà đua xe tụ tập ở bên quận 7 mới vừa rồi, khoảng chừng là tháng 6, mới tháng rồi. Tụ tập bên quận 7 đua xe hàng trăm chiếc, trong khi là thành phố đang giãn cách. Rồi những hình ảnh mà chụp lại, đoàn người nghẹt, kẹt xe khi mà đi qua cái trạm mà kiểm dịch để xuống Vũng Tàu. Thậm chí rằng là có những cái group còn hướng dẫn cách thông chốt, tức là đi là đường khác để mà không qua cái chốt kiểm dịch. Nó ghiền ăn chơi đến mức mà nó lú luôn cả người. Thì đa phần là gì? Những bọn trẻ trâu. Đó. Nó chịu không nổi. Nó chói má chỗ đó, nó chịu không nổi. Rồi. Gần đây thì là chỉ thị 16. Đến nỗi mà gần 2 tháng nay là hiếm khi tôi bước ra đường. Còn suốt cả từ khi mà chỉ thị 16 áp dụng là hiện giờ ở trong nhà tôi không biết được là ở ngoài đường như thế nào. Thì những đứa mà nó ghiền đi ra ngoài là nó làm giấy thông hành giả. Hiện giờ là bán ở trên mạng 80.000 một tờ. Rồi gần đây là nổi tiếng có vụ là đứa con gái nhờ ông ba mình làm giám đốc một hợp tác xã là cho cái giấy thông hành để mà đi các quận. Mà đứa con gái ngu như bò cầm cái giấy thông hành đó chụp hình đưa lên mạng. Để rồi bây giờ là phải nói rằng là ông giám đốc này có phúc, đẻ ra được đứa con gái quá khôn quay lại cắn mình. Cho nên là cha làm sai nguyên tắc, vi phạm pháp luật nhờ đứa con gái đó. Mà cái ghế của cha chắc cũng muốn lung lay luôn rồi. Rồi gần đây vẫn có những việc mà người ta nói không cần thiết đừng đi ra đường, thì nó vẫn ra ngoài. Mới vừa rồi cũng vậy, bắt được một nhóm ba thằng lái xe hơi say xỉn ngay Tân Bình. Rồi sau đó rằng là khi mà ba thằng say kêu rằng mới ký được hợp đồng cho nên rằng là mua bia uống, uống xong say xỉn leo lên xe. Thế là khi công an chặn cái xe này lại đo nồng độ cồn vượt mức đó, thì ba anh mỗi anh 2 triệu bị tiền phạt vì đi ra đường không có lý do chính đáng. Riêng tên lái bị phạt thêm 35 triệu vì lái xe trong lúc mà nồng độ cồn cao hơn quy định. Tổng cộng là 41 triệu cho ba thằng. Nhưng mà số tiền cho dù là tụi nó có tiền đi,
Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy cái đầu thì nó có vấn đề. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn biết cái vụ mà 300 sinh viên Hải Dương là tiến vào thành phố làm cái hình ảnh hoành tráng. Thì cái đó là cái chiêu của mà ông Vin. 300 đứa này là sinh viên này chủ yếu là vào để hỗ trợ cho mà bên Vin. Đó. Rồi chăm sóc cho những cái khu mà của Vin. Thì chính vì vậy mà Vin bao cả vé máy bay rồi này kia đưa các sinh viên này vào. À, sau đó rằng là làm chiến dịch mà truyền thông rầm rộ. Thì cái lỗi là cái gì? Là của cái bọn tổ chức, chứ không phải của mấy đứa sinh viên này. Rồi sau đó rằng là ầm ầm lên kêu rằng tụi này công tử tiểu thư vô ăn chơi, cho nên thành phố Hồ Chí Minh không cần, đuổi về. Và nhất là cái lời mà coi như rằng là cái lời mà tẩy chay mạnh nhất là của Trác Thúy Miêu. Thì tôi nói thật một điều, 300 đứa sinh viên có một cái việc như vậy thôi cũng lên mạng chửi bới. Cái đất nước bây giờ là cái nước nước ha, mà chửi bới, lo phản động đó, rồi nâng giá. Cái này mới là cái mà cần nói nữa nè. Trong lúc mà cái mùa dịch mà đang cao điểm, các bạn còn nhớ cái đợt dịch mà thứ nhất là tụi nó nâng cái giá khẩu trang, rồi sau đó tụi nó lên mạng nói là bây giờ cái giá nhập do là khẩu trang khan hiếm cho nên là cái giá nhập nó đã mắc rồi, phải bán hơn cả 100.000 một hộp, rồi lên tới mấy trăm ngàn một hộp. Tụi nó nói là do cái giá nhập nó cao. Tôi nói thiệt, một trong những đứa học trò tôi nè, cái con này nó nghỉ học lâu rồi đó, nó nhập về nguyên một cái kho, và sau cái đợt dịch thứ nhất nó bán tiền khẩu trang không là lời cả tỷ đó, lời cả tỷ. Thì chính vì vậy mà về sau người ta truy quét những cái kho khẩu trang, rồi bây giờ khẩu trang không còn khan hiếm nữa thì chuyển qua lương thực đó, rau củ quả mặc giá là mặc sức là tăng giá. Gần đây là Bách Hóa Xanh là bị là lên lên phốt, bán rau củ gì đâu mà 1 ký rau bây giờ lên tới mấy chục ngàn, thậm chí là một mớ rau răm mà héo queo hồi trước mà mình mua có mấy ngàn đồng thì bây giờ nó bán tới lại là mười mấy hai mươi mấy ngàn đó, nó nâng giá lên vô tội vạ. Trong khi rằng là 2 tháng nay là nhiều người, bản thân tôi cũng vậy, là không đi làm ở ngoài, cho nên thu nhập ai cũng là bị mà suy kiệt, giảm sút. Vậy mà tụi nó vẫn nở lòng là tụi nó nâng giá lên. Rồi sau đó rằng là nó lên mạng nó tung tin đồn là khan hiếm, trong khi chính phủ đã nói rằng là lương thực không khan hiếm. Rồi những cái mà mạnh thường quân ở các tỉnh người ta cũng đang đổ vào, đổ rau củ vào cho thành phố. Thì tụi nó lại lên mạng nó nói khan hiếm để nó được đẩy giá, chủ yếu là gì? Mấy con tiểu thương. Mấy con tiểu thương buôn bán ngoài chợ nó muốn ăn lời, nó bán một cái vỉ trứng gà lên tới 45, 60, 70 ngàn một cái vỉ trứng gà. Ha. Đó. Thì tôi nói thật ra một điều, cái bọn khốn nạn này, nhiều người chửi nó rồi mà bây giờ tụi nó không biết nhục. Cái mặt của tụi nó không biết nhục. Đó. Nó chai nó lì ra, nó chỉ cần tiền thôi. Nó giống y như là cái bọn mà bây giờ là tài chính 4.0, mấy cái bọn mà tiền ảo đó, lên mạng đạo lý rồi này kia nhưng mà sống còn thua súc vật. Thì chính vậy là tụi nó bây giờ chỉ cần tiền thôi, tụi nó không cần biết ai muốn chửi gì chửi, có cơ hội là nó ưu tiên nó kiếm tiền trước đã đó. Thì chính vì vậy mà nó thu lời khủng khiếp, khi mà tôi nghe được là nó bán khẩu trang mà nó lời cả tỷ, mà đến mức mà người ta đổ qua người ta mua, nhiều người người ta sợ đổ dồn đi mua, chấp nhận mua giá cao, đến nỗi mà cái thằng mà đứa kể cho nó là thằng em, thằng đó là con học trò tôi, nói rằng là chỉ bán đến mức mà phải kêu người xuống phụ để mà chất hàng đó. Thì các bạn nghĩ coi nó khốn nạn nạn cỡ nào, và bây giờ thì đương nhiên là nó vẫn ung dung đó, ai chửi chửi, bây giờ nó vẫn ung dung, thì chửi nó không bán khẩu trang nữa thôi đó, nó bán cái khác. Nói thiệt, cho dù rằng là người ta không chửi mình, người ta không tìm ra mình,
nhưng mà nó vẫn tích nghiệp đó. Thì thử hỏi coi nó đổ dồn vô gia đình, cái con đó bây giờ cũng vậy nè, sống làm bé chứ đâu phải được mà làm chính thất cho người ta cái nghiệp á. Đó, con cái bây giờ cha cũng không công khai được, cho nên nhiều khi nhìn vào cảnh đó thì hiểu rằng điều nó cần tiền thôi nè, còn quả báo nó không biết sợ. Rồi một trong những cái con người nữa, cái này là một bạn tới bây giờ vẫn còn fan cuồng của bà này. Đây, giữa lúc mà dịch cao trào mà vẫn còn đăng được cái tin rằng là livestream để mà lôi Hoài Linh ra ánh sáng, mười mấy ngàn người là like vào cái thời điểm mà tôi chụp cái màn hình này, lúc đó là khoảng chừng là 4 giờ chiều, 7 giờ tối livestream mà 4 giờ chiều có mười mấy ngàn người. Rồi để cái câu chia sẻ xe mạnh đi quý vị, đừng để nó lợi dụng dịch mà chìm xuồng. Tụi nó đang tạo Facebook ảo comment dịch và nói riết kìa quý vị, thật vô liêm sỉ. Bao nhiêu người bây giờ người ta đã nhận ra cái bản chất, không còn là cả triệu người cũng coi cái này nữa. Tại vì sao? Người ta thấy rồi, bây giờ bị cuồng cái sức mạnh, cuồng cái danh hảo. Giữa cái lúc mà người ta đang muốn đói kém, người ta đang cần cái ăn, 1.000 tỷ kêu rằng là khiến bằng đất. Bây giờ mà nhà nước muốn có tiền cũng phải bán đất rồi mới có được, mà cái đất đó có ai muốn mua không cái đã. Đó, tại sao không giống như là cái ông mà chủ sân bay Long Thành, ông làm một cái rẹt 700 tỷ đóng góp để mà mua vaccine, danh sách đưa lên 700 tỷ. Người ta chơi bằng tiền mặt, người ta không có chơi bằng đất, người ta không có cầm cuốn sổ đỏ, người ta cân ký hột xoàn kim cương vậy, người ta đóng góp bằng tiền. Thẳng thắn vậy, chứ không phải bây giờ cái lúc mà rối ren mình còn làm ba cái trò hề này. Còn trước đây tôi cũng nói tôi không muốn tham gia và cũng chẳng muốn nhắc đến bà này, nhưng mà bây giờ tôi ngứa mắt rồi đó. Bởi vì sao? Cái clip mà tôi làm của người Phúc Ta mới gần đây, có cái thằng Tuấn Dương gì đó là nó nấu cơm từ thiện, sau đó rằng là nó câu view bằng cách nó quay phim, nó chê bai người khác, chửi bới. Thật ra tôi nói ngay khi tôi thấy cảnh này tôi đã không muốn nhắc tới cái thằng này rồi, tại vì mình nhắc tới nó là nó nổi tiếng, mọi người kiếm nó coi cái clip của nó là YouTube trả tiền cho nó, cho nên mình càng ghét nó càng chửi nó là nó có tiền, nó đâu có sợ. Cái mục đích của nó cần tiền chứ không phải nó cần cái tiếng, cho nên càng chửi nó cũng được, miễn là người ta lít vô coi nhiều. Nó cái ngu của là đi chia sẻ, khoái làm nhà thông thái, nhà cách mạng, nhà chính nghĩa mà ngu. Thì chính vì vậy những bạn nói tôi nói tới thằng này, tôi nói không, mắc lừa nó, không đụng tới. Thì chính vì vậy mà sau đó người ta nói gì, điểm chung của mấy thằng mà từ thiện là gì? Lấy tiền của người khác. Tôi nói nó thu tiền của người ta đó, rồi sau đó nó thuê người nấu cơm đó, chứ nó có làm cái gì. Rồi tới lúc mà phát cơm cũng là người của nó phát, nó cầm cái máy quay để nó đi quay phim người ta. Nhiệm vụ của nó là như vậy, cho nên của người Phúc Ta nó không làm cái khỉ gì ở đây cả. Cái gì cũng vậy, nó lấy tiền của người ta để nó đi thuê lại, nó không hề bỏ công bỏ sức đó, nó chỉ bỏ cái mỏ nó ra thôi, nước miếng thôi. Rồi sau đó rằng là cái danh thì nó lấy nó vơ vào, nhiều người biết đến nó thì càng nhiều người đổ tiền làm cho nó làm từ thiện thì nó càng có tiếng, vừa được YouTube trả tiền vừa là coi như rằng là nhiều khi nó công bố. Tôi nói thiệt, bây giờ làm từ thiện ai biết được là nó có chấm mút gì hay không, kinh nghiệm quá rồi chúng ta biết rồi đúng không? Vậy mà vẫn tiếp tục cứ là đổ tiền làm từ thiện từ thiện đó, làm như cái đầu nó không có khôn ra được hay sao á. Thì chính vì vậy tôi gọi của người Phúc Ta, mấy thằng mà lấy tiền của người khác rồi đi làm từ thiện rồi sau đó xuất hiện cái như là Phật sống vậy. Vậy thì cái người từ thiện mà gốc cái tâm của họ và cái cách sống của họ, cái ngôn từ của họ là nó đã khác rồi. Huống chi rằng là cái kẻ mà làm từ thiện sau đó cắt cái quỹ từ thiện chỉ để mà đi sân si, chỉ để mà dằn mặt người khác. Mình xuất phát bằng tâm mà, tâm gì vậy? Tâm thần à. Đó,
tối ngày ngồi đấu đá, ai chọc tới mình là mình cứ lôi người đó ra đấu đá. Đó. Còn lại mình đóng góp cái xã hội, cuối cùng người ta chỉ biết là gì? Mình kể, mình nói. Cho nên bây giờ tôi muốn mà thành người tốt được ca tụng, ok, tôi cũng đứng ra tôi quyên tiền từ thiện, sau đó tôi lập thành cái quỹ của riêng mình, ha, rồi sau đó tôi đi giúp người này người nọ. Còn tôi nói thiệt, cái tiếng là mang tiếng là tiền túi mà ra. Giống như nhiều người vẫn nói phải không, tiền của ông Vượng tự nhiên đùng cái quay về làm tỷ phú. Nhưng mà trước đó để làm sao có tiền? Làm sao? Có người nói rằng là ông ta là buôn bán vũ khí cho Nga. Vậy thì cái nguồn gốc đó người ta không truy lùng được, người ta xóa rồi. Cho nên cái nguồn tiền bẩn đố các bạn tìm ra, bởi vì chúng ta là người thường, chúng ta không phải thám tử, chúng ta không phải là CIA gì đó, ha. Cho nên chúng ta không tìm ra được cái nguồn gốc. Hôm bữa tôi cũng nói rồi, Hoàng Anh Gia Lai của Quốc Cường. À, vậy thì cái nguồn tiền mà lúc mà đi buôn lậu gỗ đâu, người ta không nhắc đến nữa. Bây giờ người ta nhắc là đại gia bất động sản, đại gia này đại gia kia, người làm từ thiện, người chồng người vợ tốt này kia. Còn cái gốc kiếm tiền người ta không nhắc đến. Cái con mà hồi nãy tôi nói bán khẩu trang vậy, bây giờ ai nhìn vô biết nó là nó gom tiền lời từ lúc nó bán khẩu trang được dịch một không? À, bây giờ nó bán cái khác đó. Vậy thì những cái góc khuất của cái bọn này các bạn không biết được, nó kiếm đâu ra tiền để nó làm cái này cái nọ, mình không biết được. Cho nên đừng nói rằng là một người ối ôi móc tiền túi ra rồi làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm. Xin lỗi thưa, chưa biết chứng minh được cái nguồn gốc của cái số tiền ban đầu, rất khó nói. Và từ thiện hiện giờ là một trong những cái mà dùng để mà đánh bóng cái tên tuổi cực tốt. À, đó, và nó là cái tấm lá chắn. Tại vì khi mà các bạn ngay cả là một cái người mà chơi tiền bẩn, nhưng mà do cái lá chắn ở bên ngoài thì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến chính quyền. Tại vì sao? Khi mà để bắt những cái đối tượng này hay là để mà lần cái dấu vết đen thì ít nhiều gì nó cũng sẽ tung hê lên, nó gây ảnh hưởng với xã hội, gây rối loạn cho xã hội. Cho nên lúc này mà muốn bắt nó hay làm gì đó đều khó cả. À, cho nên từ thiện nó vừa giúp cho người ta nổi tiếng, giúp cho người ta có thêm tiền, và nó còn là một cái lá chắn ha, về ngôn luận. Rồi hiểu tại sao mà bây giờ người ta thích đi làm từ thiện chưa? Cho nên chưa chắc nó vì cái tâm của người ta đâu. Còn nếu như mà thật sự vì cái tâm, tôi nói thật, các bạn nhìn cái cách mà một người bế một cái đứa bé lên đó, khi mà tôi cho tiền để mà cứu sống đứa bé đó, thì lúc đó tôi bế lên, tôi sẽ thấy ngập tràn hạnh phúc. Cái ánh mắt của cái người ha, mà làm từ thiện đúng, không lẫn vào đâu được. Và cái hình ảnh mà tôi thấy được lại là của ông Dũng Lò Vôi, chứ không phải của bà Hằng. Đó. Cho nên tôi cũng đã nói rằng, tôi nghĩ rằng là cái ý tưởng mà lập quỹ là của ông Dũng Lò Vôi. Đó. Thì những người khác vậy, khi các bạn nấu cơm làm từ thiện mà các bạn trao đến tận tay cho người ta, đó, các bạn thấy được người ta nhận và người ta cảm ơn, người ta vui sướng, người ta đang đói, thì các bạn là người làm từ thiện đúng nghĩa. Đó. Chứ không phải rằng là mình ôm cái thùng mì xong rồi mình vứt ra đó, để rồi chính cái người miền Trung người ta cũng nói là gì? Cho mì ăn đến mức mà ngán luôn, ăn mà thừa ra đến nỗi phải cho trâu bò mà ăn giùm. Đi làm từ thiện mà như vậy, không cần biết là người dân khu đó có đủ hay chưa, chỉ cần biết là tụi tao là đàn từ thiện, tụi tao có mì gói thì tụi mày phải ăn mì gói. À, bây giờ tao tràn tới nè, tao không cần biết bao nhiêu đoàn đã đi qua chỗ tụi bay, bây giờ tao cần biết là tao ôm thùng mì để mà tao đưa. À, tao phải làm xong nghĩa vụ tao đã, thì lúc này tao mới về báo cáo với những người đóng góp, rồi sau đó tao mới chụp hình tao đưa lên mạng là tao đi làm từ thiện, tao xông vào tâm dịch rồi này kia ha, dù rằng tao như cái đứa tâm thần vậy đó. Đó. Cho nên gọi là làm từ thiện mà ngu mà vẫn cố ra làm để lấy được cái danh. Thì cái xã hội này bây giờ, tôi nói thật, cái mùa dịch này mà tôi còn phải thấy được những cái cảnh này, thì tôi nói thiệt,
cái tựa đề tôi để ý thức là như cái con kẹt là như vậy, nó chạy đi đi ha, chứ còn bây giờ tụi nó súc vật quá rồi, nó không phải con người ha. Cái bọn mà chở người để lấy tiền, chở người mà từ qua biên giới nó đã khốn nạn, cái bọn nâng giá khốn nạn ha, cái bọn làm từ thiện giả khốn nạn, cái bọn mà tài chính ảo khoe của này kia khốn nạn đó. Cho nên tôi vẫn cầu rằng là gì, nếu mà ông trời không quá bận rộn thì cho tụi nó gặp quả báo sớm đi ha, cho cả nhà nó gặp quả báo sớm đi, để chi mấy cái loại này nó bớt, thì cái xã hội nó bớt nhũng nhiễu đó. Rồi cái bọn mà hiện giờ mà đang mà đi cuồng theo, thí dụ thấy người ta khoe xe là mình cũng là cuồng theo ha, thấy một cái con nhỏ mà đẹp đẹp nó lên mạng là lập tức vô bấm like rồi nói mấy câu khí thế đó. Cái bọn tài chính giả bây giờ đó, toàn là mấy đứa mà trẻ trâu lên mạng chụp hình ảo tút này kia cho nó đẹp, ăn mặc sexy ha, khoe những cái chiếc xe đắt tiền, là cả đống thằng ngu nhảy vào em ơi em đẹp quá, rồi sau đó cúng tiền cho nó ăn đó. Cho nên là cho bọn này bớt đi thì xã hội nó mới bớt nhũng nhiễu đó. Rồi cái bọn mà làm từ thiện cũng vậy nữa, chỉ thấy rằng là người dân còn khổ đó, còn tụi bay thì làm từ thiện sao mà cứ tối ngày mà mập mạp phốt pháp ra, càng ngày càng giàu có ra. Từ thiện lạ quá nha hả. Thì chính vậy video này tôi cũng muốn xả, mà chưa nói thiệt chứ công cộng mình lịch thiệp xíu, chứ bây giờ tôi muốn tôi gặp những đứa này chắc tôi đánh nó chết quá ha, mình coi mà mình cũng phải tức á đó. Thôi cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại.